Kinh văn: các vị quý dương đó cùng tới Diêm La Thiên Tử, nương quay thần của Đức Phật và quay lực của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, đồng lên đến cung trời Đao Lợi và đứng qua một phía. Bây giờ Diêm La Thiên Tử quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng các vị quý dương nhờ nương quay thần của Đức Phật và quay lực của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát mới được đến đại hội nơi cung trời Đao Lợi này, mà cũng là chúng con được thiện lợi vậy. Này con có chút việc nghi ngờ, dám bạch hỏi Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn từ bi tuyên thuyết. Lược giảng: các vị quý dương đó cùng với Diêm La Thiên Tử, nương quay thần của Đức Phật và quay lực của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nhờ vào quay đức và sức thần thông của Phật cùng quay lực của Bồ Tát Địa Tạng, quay lực của vị Đại Bồ Tát này cũng chính là sức thần thông diệu dụng mà tất cả những quý dương kể trên cùng với vua Diêm La có thể đồng đến cung trời Đao Lợi, tức cõi trời 33, và đứng qua một phía. Bấy giờ Diêm La Thiên Tử quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con vua Diêm La và quyến thuộc cùng các vị quý dương nhờ nương quay thần của Đức Phật và quay lực của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát mới được đến đại hội đến cung trời Đao Lợi này, mà cũng là chúng con được thiện lợi vậy. Đây cũng là dịp để vua Diêm La và hết thảy quỷ dương đạt được phúc lành và lợi ích lớn lao. Này còn có chút việc nghi ngờ, dám bạch hỏi Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn từ bi tuyên thuyết. Diêm La Thiên Tử bạch tiếp: hiện nay con có một nghi vấn rất nhỏ, chẳng hay con có được phép hỏi Đức Thế Tôn chăng? Chẳng hay con có đủ tư cách để thỉnh vấn Đức Thế Tôn chăng? Con chỉ trông mong Đức Thế Tôn mở lòng từ bi mà giảng nói, để xua tan mọi thắc mắc trong lòng con. Kinh văn: Đức Phật bảo Diêm La Thiên Tử, cho phép ông hỏi, ta sẽ về ông mà nói rõ. Bấy giờ Diêm La Thiên Tử diêm lễ Đức Thế Tôn và ngoái nhìn Bồ Tát Địa Tạng, rồi bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con xem xét Bồ Tát Địa Tạng ở trong sáu đường dùng trăm phương ngàn kiếp để cứu độ những chúng sanh phạm phải tội khổ mà chẳng từ mệt nhọc. Vị Đại Bồ Tát này có những sự thần thông bất khả tư nghị như thế, nhưng các chúng sanh vừa được thoát khỏi tội báo, chẳng bao lâu là phải đọa vào ác đạo nữa. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng đã có thần lực bất khả tư nghị như thế, cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu nương về thiện đạo để được giải thoát mãi mãi? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con. Lược giảng, Đức Phật bảo Diêm La Thiên Tử, cho phép ông hỏi, ta sẽ về ông mà nói rõ. Ông muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, ta nhất định sẽ giải đáp thỏa đáng. Bấy giờ Diêm La Thiên Tử chiêm lễ Đức Thế Tôn và ngoái nhìn Bồ Tát Địa Tạng, vị Phật thì đã ngồi trước mặt. Nên Diêm La Thiên Tử chiêm ngưỡng Đức Phật xong rồi, bèn ngoái đầu ngắm nhìn Địa Tạng Bồ Tát. Đây là biểu thị lòng cung kính đối với Địa Tạng Bồ Tát. Vua Diêm La không chỉ cung kính Phật mà còn cung kính cả Bồ Tát Địa Tạng nữa. Vua Diêm La nhìn Bồ Tát Địa Tạng mà lòng cứ thắc mắc, lòng từ bi cùng thần thông diệu dụng của vị Đại Bồ Tát này thật là bất khả tư nghị. Nhưng sao ngài không có cách nào bảo chúng sanh đừng gây tội ác nữa? Vua Diêm La nghĩ ngợi như thế, rồi bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con xem xét Bồ Tát Địa Tạng ở trong sáu đường, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, dùng trăm ngàn phương trước để cứu độ những chúng sanh phạm phải tội khổ mà chẳng từ mệt nhọc, chẳng ngại khó khăn. Vị Đại Bồ Tát này có những sự thần thông bất khả tư nghị như thế, nhưng các chúng sanh vừa được thoát khỏi tội báo, chẳng bao lâu lại phải đọa vào ác đạo nữa. Những chúng sanh có tội và bị đọa ở trong sáu đường ác được Bồ Tát cứu vớt, được miễn tội báo, nhưng không bao lâu sau họ lại tạo tội và bị đọa địa ngục trở lại. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng đã có thần lực bất khả tư nghị như thế, lớn lao như thế, cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu nương về thiện đạo để được giải thoát mãi mãi? Vì sao chúng sanh không chịu nghe lời Bồ Tát Địa Tạng dạy bảo? Vì sao họ không giữ giới, không theo đường ngay nẻo phải mà tu hành? Vì sao họ cứ muốn tạo nghiệp tội? Vì sao họ không được giải thoát, không được tự do mãi mãi mà cứ bị nghiệp chướng bủa vây trói buộc?
cúi xin Đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con. Con trông mong Đức Thế Tôn vì chúng con mà giảng rõ việc này. Kinh văn: Đức Phật bảo Diêm La Thiên Tử, chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề tánh tình can cường, khó điều khó phục. Đại Bồ Tát đây trong trăm ngàn kiếp đã từng cứu vớt những chúng sanh đó, làm cho họ sớm được giải thoát. Những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường đại ác, Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên, làm cho họ hiểu được các việc đời trước. Nhưng vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề kết ác tập nặng, vừa ra khỏi lại trở vào, làm nhọc cho Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp để độ thoát. Ví như có người đi lạc mất nhà mình, vào nhầm đường hiểm, trong con đường hiểm đó có rất nhiều quỷ dạ xoa, cùng cọp, sói, sư tử, rắn độc, bò cạp. Người mê muội đó ở trong đường hiểm chỉ chừng giây lát là sẽ gặp các thứ độc. Lược giảng, Đức Phật bảo Diêm La Thiên Tử, chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề tánh tịnh can cường, khó điều khó phục. Chúng sanh ở Nam Thiệm Bộ Châu tánh tình đều rất ương ngạnh bướng bỉnh, chứ không được nhu hòa hiền diệu, cho nên rất khó điều phục, khó uống nắng. Do đó muốn dạy dỗ, khiến cho họ chịu tuân theo quy củ phép tắc, hoặc giữ gìn giới luật, là một việc không dễ dàng chút nào. Hiện nay có nhiều người nói rằng, việc tuân thủ quy củ là không hay không tốt. Vì sao họ lại nói như thế? Bởi vì bản thân họ không muốn tuân giữ quy củ, nên họ mới sướng lên như vậy. Kỳ thật, nếu không có khuôn tròn và thước vuông thì không thể nào vẽ được hình tròn ô vuông. Cũng vậy, con người nếu không có quy luật phép tắc thì chẳng thể nào thành mẫu mực được. Ở phần trước, Quỷ Dương và Diêm La Thiên Tử thắc mắc rằng Bồ Tát Địa Tạng đã có sức thần thông lớn lao đến thế, cớ sao chúng sanh không nghe theo lời khuyên răn dạy bảo của Ngài? Thậm chí có kẻ đã được ra khỏi ác đạo rồi, nhưng sau đó là bị đọa vào ác đạo lần nữa. Cho nên, bây giờ Đức Phật giải thích rằng, Đại Bồ Tát đây trong trăm ngàn kiếp đã từng cứu vớt những chúng sanh đó, làm cho họ sớm được giải thoát. Trải qua thời gian lâu dài có đến trăm ngàn vạn kiếp, Đại Bồ Tát Địa Tạng cứ hết lần này sang lần khác, lần nọ đến lần kia mãi miết cứu độ chúng sanh. Cứu xong một lần này rồi lại cứu lần nữa. Hạng chúng sanh như thế đã sớm được Bồ Tát Địa Tạng giúp cho giải thoát từ lâu lắm rồi. Những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường đại ác, Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên, làm cho họ hiểu được các việc đời trước. Những chúng sanh có ác nghiệp tội báo, thậm chí do khởi hoặc tạo nghiệp mà thọ báo, thì sẽ bị đọa vào đường đại ác. Đường đại ác tức là ba ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Bồ Tát Địa Tạng dùng vô số pháp môn phương tiện cùng sức phương tiện để trừ sạch nguyên nhân căn bản của sự gây tạo nghiệp tội của các chúng sanh ấy, tức là nhổ bật gốc rễ của nhân duyên khởi hoặc tạo nghiệp, khiến cho họ trở nên tỏ ngộ, hiểu rõ việc đời trước của mình. Nhưng vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề kết ác tập nặng, kết tức là dồn lại, kết dính lại với nhau. Nghiệp từ đời trước liên kết với nghiệp của đời này, nghiệp của đời này lại dây dưa liên lụy tới đời sau, đời đời kiếp kiếp, các nghiệp báo này nối kết nhau liên miên không dứt. Giống như sợi dây kết liền thành một mối vậy, nên gọi là kết ác tập nặng. Những ác tập, thói quen xấu ác này là những gì? Có 10 tập khí xấu ác, gọi là thập ác tập. 1. Dâm dục. Thói xấu thứ nhất là dâm dục. Tất cả chúng sanh đều như nhau, ai nấy đều có lòng dâm dục. Đây là mối phiền toái thứ nhất, cũng là điều rất khó đoạn trừ. Việc đoạn dứt dâm dục này còn khó hơn lên trời nữa. Do đó, nếu chúng ta điều phục được lòng dâm dục, tức là người nữ thấy người nam thì không khởi tâm ham muốn, và người nam thấy người nữ thì chẳng sanh lòng tà vậy, thì gọi là hàng hổ hoặc phục hổ, tức là đã đánh thắng loài cọp dữ,
khiến chúng phải đầu hàng quy phục. Lại nữa, nếu chúng ta không còn phiền não, thì có thể nói rằng chúng ta đã hàng phục được cả loài rồng rồi vậy. Phiền não vô minh thì giống như con rồng, vì rồng có khả năng biến hóa khôn lường, thình lình xuất hiện, nên chúng ta không thể đoán trước được lúc nào nó sẽ hiện ra. Vậy, việc phải làm trước nhất là đoạn trừ lòng dâm dục. Qua sự việc này mới thấy được quý vị có công phu tu hành, có đạo đức, có thực sự dụng công hay không. Quý vị có thể tự thử nghiệm chính mình, tự tìm hiểu chính mình. Nếu quý vị đã đoạn trừ được tâm dâm rồi, tức là quý vị có công phu tu tập. Nếu lòng dâm chưa dứt thì quý vị vẫn còn lậu. Cho nên, tu vô lậu, tức là dứt bỏ lòng dâm dục, còn tâm dâm là còn hữu lậu, hết tâm dâm mới là vô lậu. 2. Tham. Ác tập thứ hai là tham lam. Vì sao có lòng dâm dục? Chính là vì có lòng tham, ham muốn cảm giác, khao khát thỏa mãn dục niệm của chính mình. 3. Mạn. Mạn tức là kiêu mạn, và đây là thói xấu thứ ba. Thế nào gọi là kiêu mạn? Bản thân mình vốn chưa hẳn thông minh hơn người, nhưng lúc nào cũng cho rằng mình thông minh xuất chúng, khinh thường tất cả những người khác. Đâu đâu cũng muốn mình là số một. Đó chính là lòng kiêu mạn đang tác quái. 4. Sân. Kẻ mang lòng sân hận thì đối với bất cứ ai cũng sanh tâm quán ghét, lúc nào cũng hằn học. Mày không tốt với tao, tao phải tìm cách giết mày để báo thù. 5. Trá. Ác tập thứ năm là trá, tức là xảo trá, lường gạt, làm những việc giả dối hư ngụy. 6. Cuốn. Cuốn tức là nói dối, giọng ngữ. Trá tức là bản thân vốn là người xấu, nhưng bề ngoài lại làm ra vẻ người tốt, khéo che đậy, khiến kẻ khác không nhận ra được. Còn cuốn tức là nói dối, bịp bợm, nói sai sự thật, bất cứ chuyện gì cũng nói dối một cách trơn tru, trót lọt được cả. 7. Quán. Quán tức là việc gì cũng quán trách người khác, rõ ràng là mình sai, là lỗi của mình, nhưng lại đổ lỗi cho người khác. Nếu hắn không bảo tôi làm như thế thì tôi đâu có làm, chuyện này không thể trách tôi được, đó là lỗi của hắn. Hắn mới là người có lỗi, cho nên kẻ ôm lòng hờn oán thì bất cứ tội lỗi gì cũng trút lên đầu lên cổ người khác cả. 8. Tà kiến. Đây là thói xấu thứ 8. Tà kiến tức là tà tri tà kiến, có cái nhìn sai lầm hoặc có sự hiểu biết lệch lạc, dẫn dắt con người đi vào con đường bất chánh tà vậy. 9. Uổng, có nghĩa là công vậy, không ngay thẳng. 10. Tụng. Ác tập thứ 10 là tố tụng, tức là thích kiện cáo, tranh cãi hơn thua. Có những kẻ vốn sai quấy, có lỗi, thế mà lại muốn kiện cáo, thưa với quan tòa là lỗi của người khác, rồi buộc đối phương phải bồi thường tiền bạc cho mình. Nói tóm lại, bản thân mình vốn là vô lý mà lại chu khống, tìm cách làm cho người khác bị hàm oan, đó gọi là tụng. 10 thói quen xấu hay 10 ác tập này trong Kinh Lăng Nghiêm quyển 8 gọi là 10 tập nhân, tức là 10 nguyên nhân tập khí xấu dẫn đến các quả báo khổ sở trong 6 đường lục giao báo. Chính vì chúng sanh tiêm nhiễm 10 tập khí này nên nói là kết ác tập nặng. Vừa ra khỏi lại trở vào, chính vì ác nghiệp của 10 tập nhân mà chúng sanh gây ra vô số tội ác. Vì thế nên mới vừa thoát khỏi ba ác đạo chưa được bao lâu thì liền bị đọa trở lại. Đời này được ra khỏi ba ác đạo thì đời sau lại trở vào. Và đợi đến đời sau, khi được ra khỏi ba nẻo ác rồi, tức đời kế sau đó nữa cũng quay về lại. Đó gọi là vừa ra khỏi lại trở vào vậy. Chúng sanh cứ luẩn quẩn, vừa được thoát rồi lại trở vào, làm nhọc cho Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp để độ thoát. Các chúng sanh như thế làm cho Bồ Tát Địa Tạng vô cùng vất vả, phải nhọc nhằn lo việc cứu độ trong rất nhiều kiếp. Ví như có người đi lạc mất nhà mình, vào nhầm đường hiểm, trong con đường hiểm đó có rất nhiều quỷ già xoa. Đến đây Đức Phật đưa ra một tỷ dụ. Đức Phật ví dụ rằng có một người bị lạc đường, tìm không ra nhà của mình,
rồi lạc bước vào một con đường đầy dẫy những sự nguy hiểm. Trong con đường ấy có rất nhiều quỷ dạ xoa đang rình rập. Dạ xoa ở đây là dụ cho mối nghi trong ngũ độn sử. Nghi tức là không có lòng tin, việc gì cũng hoài nghi ngờ vực cả. Cùng cọp, sói, sư tử, rắn độc, bò cạp. Trong con đường ấy, ngoài quỷ dạ xoa ra, còn có cả cọp, sói, sư tử, rắn độc, bò cạp cũng đang rình chờ nữa. Cọp là dụ cho lòng tham, tham lam như cọp. Do đó, điều phục được lòng dâm dục tức là thuần phục được cọp. Nếu điều phục không nổi lòng dâm dục, tức là chưa hàng phục được cọp vậy. Sói là dụ cho cái gì? Đó là dụ cho lòng sân hận. Loài sói rất lợi hại, nên lòng sân hận thì đáng sợ như loài lang sói. Sư tử là dụ cho sự ngu si. Rắn độc bò cạp là dụ cho tánh kiêu mạn. Tham sân si mạn nghi gọi chung là ngũ độn sử. Người mê muội đó ở trong đường hiểm, chỉ chừng giây lát là sẽ gặp các thứ độc. Hạng người mê muội thì chẳng mấy chốc sẽ bị ngũ độn sử, tham sân si mạn nghi tác hại, khiến họ tạo ra nhiều nghiệp tội phải đọa vào ba đường ác. Kinh văn: có một vị tri thức hiểu nhiều phép thuật, khéo ngăn trừ thứ độc đó, cho đến quỷ dạ xoa cùng các loài ác độc vân vân. Chợt gặp người mê muội kia đang muốn đi vào đường hiểm, bèn vội bảo rằng: ô hay, ông kia, vì cớ gì mà vào con đường này? Ông có phép thuật lạ gì có thể ngăn trừ các thứ độc chăng? Người lạc đường chợt nghe lời ấy mới biết là đường nguy hiểm, liền lùi lại muốn ra khỏi con đường đó. Vị thiện tri thức kia nắm tay dìu dắt, dẫn ra khỏi đường hiểm, tránh khỏi các sự ác độc, và đến con đường tốt lành khiến cho được an lạc, rồi bảo rằng: này người lạc đường, từ nay về sau chứ đi vào con đường đó nữa. Ai mà vào con đường đó ắt khó ra được, lại còn bị tổn tánh mạng. Người lạc đường đó cũng sanh lòng cảm trọng. Lúc từ biệt nhau, vị tri thức lại căn dặn thêm: nếu gặp người thân quen cùng những người đi đường hoặc nam hoặc nữ, thì hãy bảo với họ rằng con đường đó có nhiều sự ác độc, vào đó có thể mất cả tánh mạng. Ông chớ để cho những người ấy tự vào chỗ chết. Lược giảng: có một vị tri thức hiểu nhiều phép thuật, khéo ngăn trừ thứ độc đó, cho đến quỷ dạ xoa cùng các loài ác độc vân vân. Vị thiện tri thức đó là ai? Chính là Bồ Tát Địa Tạng. Ngài có sức thần thông trí huệ di diệu không thể nghĩ bàn, và Ngài cũng biết rất nhiều phép thuật. Ngài còn có thể ngăn trừ các thứ độc hại. Đó là những thứ độc hại nào? Chính là các độc hại của sư tử, cọp, sói, dạ xoa và tất cả các thứ độc hại khác trong con đường hiểm trở. Dạ xoa chính là tiệp tật quỷ, tức là loài quỷ có khả năng chạy nhanh và vô cùng độc ác. Đức Phật nói tiếp: vị thiện tri thức này chợt gặp người mê muội kia và thấy rằng người ấy bị lạc đường, đang muốn đi vào đường hiểm, bèn vội bảo rằng: ô hay, ông kia, vì cớ gì mà vào con đường này? Ông có phép thuật lạ gì có thể ngăn trừ các thứ độc chăng? Đó là một con đường nhiều bất trắc, đầy các sự độc hại. Chẳng hay ông có việc gì cần mà phải đi con đường ấy? Phải chăng ông có phép lạ hoặc có thuật thần thông gì có thể khống chế, thuần phục được các loài cọp, bêu, chó sói, sư tử đang rình rập trong con đường đó? Bấy giờ, người lạc đường chợt nghe lời ấy mới biết là đường nguy hiểm. Kẻ bị đi lạc đó bỗng nhiên nghe vị thiện tri thức hỏi như thế thì lấy làm kinh ngạc. Bấy giờ mới biết rằng con đường mình định theo là con đường đầy hiểm nạn, và mới nhận ra rằng mình đã lầm lẫn, đã đi sai đường, cho nên liền lùi lại muốn ra khỏi con đường đó. Vị thiện tri thức kia, tức Địa Tạng Bồ Tát, nắm tay dìu dắt, dẫn ra khỏi đường hiểm, tránh khỏi các sự ác độc. Bồ Tát Địa Tạng ân cần cầm tay người lạc đường, thận trọng dẫn người ấy ra khỏi con đường nhiều hiểm nạn, tránh khỏi các thú vật nguy hiểm ở nơi đó,
như sư tử, cọp beo, lang sói, quỷ dạ xoa, trắng độc, bò cạp, và đến con đường tốt lành, khiến cho được an lạc, rồi bảo rằng: sau khi ra tới được con đường bình an, thoát khỏi ba ác đạo rồi, và người lạc đường kia đã được yên lành, vui vẻ, vị thiện tri thức mới thiết tha căn dặn rằng: này người lạc đường, từ nay về sau chứ đi vào con đường đó nữa, đừng để cho mình bị đọa vào ba ác đạo nữa. Ai mà vào con đường đó ắt khó ra được, lại còn bị tổn tánh mạng. Những người bị đọa lạc trong ba ác đạo đều không dễ gì thoát ra được. Khi trót xa chân vào con đường nguy hiểm như thế thì rất dễ bị mất mạng. Người lạc đường đó cũng sanh lòng cảm trọng, nghe vị thiện tri thức Địa Tạng Bồ Tát trân trọng dặn dò như thế, người lạc đường vô cùng cảm kích, trong lòng nghĩ rằng người này thật tốt với mình quá. Lúc từ biệt nhau, vị tri thức lại căn dặn thêm: nếu gặp người thân quen cùng những người đi đường hoặc nam hoặc nữ, thì hãy bảo với họ rằng con đường ba ác đạo đó có nhiều sự ác độc, nhiều độc trùng, mãnh thú vô cùng nguy hiểm, vào đó có thể mất cả tánh mạng. Ông chớ để cho những người ấy tự vào chỗ chết. Ông đừng để cho chúng sanh tự đi vào ba ác đạo, tự dấn thân vào chỗ chết, bởi đi vào đó, nếu không mất mạng thì cũng phải chịu nhiều khổ sở. Kinh văn: vì thế nên Bồ Tát Địa Tạng đầy đủ đức đại từ bi cứu vớt những chúng sanh mắc tội khổ, khiến cho họ được sanh trong cõi trời, cõi người, hưởng sự vui sướng vi diệu. Những kẻ có tội đó rõ biết sự khổ trong nghiệp đạo rồi, khi đã được ra khỏi, vĩnh viễn chẳng còn trở vào nữa. Như người lạc đường đi lầm vào con đường hiểm, gặp vị thiện tri thức dẫn cho ra, không bao giờ còn lạc vào nữa. Gặp gỡ người khác lại khuyên chớ vào đường ấy, còn tự nói rằng tôi bị mê lầm, nay được thoát ra rồi, không còn trở vào đó nữa. Nếu đi vào nữa và còn mê lầm, không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng lạc vào, thì có thể đến phải mất mạng. Như có những chúng sanh bị đọa vào ác đạo, Bồ Tát Địa Tạng dùng sức phương tiện khiến họ được giải thoát, sanh trong cõi trời cõi người, nhưng rồi họ lại trở vào lần nữa. Nếu kết nghiệp nặng nề thì họ phải ở mãi chốn địa ngục, không lúc nào được giải thoát. Lược giảng: vì thế nên Bồ Tát Địa Tạng đầy đủ đức đại từ bi. Bồ Tát Địa Tạng có đức đại từ bi rộng lớn vô biên, lòng từ của Ngài có thể làm cho chúng sanh được an lạc vui vẻ, tâm bi của Ngài có thể giải trừ nỗi thống khổ của chúng sanh. Giống như vị thiện tri thức, Địa Tạng Bồ Tát cứu vớt những chúng sanh mắc tội khổ, khiến cho họ được sanh trong cõi trời cõi người, hưởng sự vui sướng vi diệu. Ngài cứu vớt hết thảy tội khổ chúng sanh, làm cho tất cả chúng sanh đều được thoát khỏi khổ báo trong ba ác đạo và được sanh vào cõi người hoặc cõi trời để thọ hưởng sự vui sướng vô cùng vi diệu. Những kẻ có tội đó rõ biết sự khổ trong nghiệp đạo rồi, khi đã được ra khỏi, vĩnh viễn chẳng còn trở vào nữa. Những chúng sanh có tội lỗi này đã rõ biết tường tận những nỗi thống khổ trong ba ác đạo, bởi họ đã từ đó mà được thoát ra. Cho nên một khi được giải thoát khỏi ba ác đạo, họ vĩnh viễn không bao giờ muốn lại bị đọa lạc vào đó nữa. Vì thế trường hợp của những chúng sanh này cũng tương tự như người lạc đường đi lầm vào con đường hiểm, gặp vị thiện tri thức dẫn cho ra, không bao giờ còn lạc vào nữa. Sau khi được bậc thiện tri thức có oai lực lớn dẫn ra khỏi ba ác đạo đầy thống khổ rồi, các chúng sanh này mãi mãi không bao giờ trở lại đó nữa. Lại nữa, người đã bị lạc đường nói trên, khi gặp gỡ người khác như bạn bè thân thuộc và ngay cả những kẻ xa lạ, lại khuyên chớ vào đường ấy, còn tự nói rằng tôi bị mê lầm, nay được thoát ra rồi, không còn trở vào đó nữa. Tôi trước kia do u mê lầm lẫn nên mới lạc bước vào con đường đầy sự bất trắc nọ. Giờ đây tôi đã ra khỏi con đường đó, thoát khỏi mọi hiểm nạn rồi,
tôi nhất định sẽ không bao giờ đi vào đó nữa. Nếu đi vào nữa và còn mê lầm, không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng lạc vào, thì có thể đến phải mất mạng. Giả sử tôi lại cứ đi vào con đường nguy hiểm ấy và vẫn còn bị lẩn quẩn trong đó, không tài nào tìm được lối ra, cũng không hiểu tại sao mình lại dại dột quay về lại con đường nguy hiểm này nữa, thì chắc chắn tánh mạng tôi sẽ không còn. Như có những chúng sanh bị đọa vào ác đạo, Bồ Tát Địa Tạng dùng sức phương tiện khiến họ được giải thoát, sanh trong cõi trời cõi người, nhưng rồi họ lại trở vào lần nữa. Có những chúng sanh bị đọa vào ác đạo lần nữa, thì Địa Tạng Bồ Tát sẽ dùng trí huệ thần lực và phương tiện thiện xảo để khiến cho họ được giải thoát và được sanh trở lại vào cõi người hoặc sanh lên cõi trời. Tuy nhiên, sau khi họ được sanh vào cõi người hoặc cõi trời rồi thì thế nào? Thì họ lại bị đọa vào ba ác đạo thêm lần nữa. Những chúng sanh như thế, nếu kết nghiệp nặng nề, thì họ phải ở mãi chốn địa ngục, không lúc nào được giải thoát. Nếu ác nghiệp mà các chúng sanh đó trót gây tạo đã quá sâu dày, thì họ phải mãi mãi chịu đọa lạc trong chốn địa ngục, không bao giờ được giải thoát, không bao giờ được ly khổ, đắc lạc. Ha ha ha,